ơi, đừng tự xử nữa, gần Tết rồi mọi người ơi, để móng ăn Tết được rồi. Mua bộ kìm thì gửi tiền thế nào, mình đang ở Hàn Quốc. Mình gửi kìm về Bắc Giang được không? Em gửi kìm về Bắc Giang được nha chị Hạnh Trần ơi. Mọi người ơi, tranh thủ đặt hàng đi mọi người. Tết tới thì thứ nhất là hàng sẽ chậm, còn thứ hai là mùa Tết này mọi người hút hàng. Chị Nguyễn Bình, dạ 13.593.000 của chị là Trung hồi nãy. Chị Nhung Bình ơi, cao lên cỡ này là vừa. Mấy chị ơi, cao lên cỡ này là mấy chị dễ coi chưa? Quê chị ở Bắc Giang, con chị ở Kinh. Dạ chị Phương Thi ơi, được làm mà chị ơi. Bữa nay hết làm chui rồi chị. Thôi trời ơi trời. Đề nghị bạn Lucky đi gan nhà sau giùm mình đi. Ở đây nó có một cái khóe già mà nó mỏng quá. Cho nó qua nhà bển giùm con bà ơi. Mỗi lần xem là bạn dẹp hết kìa. Chị Thu Hà ơi, cây dao với cây dũa móc câu 200, ship luôn 230. Dạ con thấy cô Thanh Thủy ơi. Hello chị Ngọc Hiền, hello chị Thúy Hạ. Chị Phụ không đeo khẩu trang mà mở cửa hàng công an bắt chị. Ờ, có chơi có chịu luôn. Nó có cái miếng da chết nó nằm trong đây nè. Dạ em thấy nha chị Hạnh Trần ơi, khi nào mà chị có về thì mua chị ơi, mà em có ship lên Bắc Giang luôn nha chị Hạnh Trần ơi. Dạ đúng rồi chị Tường Vy ơi, bữa nay nghỉ làm chưa chị ơi, con chào cô Bình Thu. Mấy chị ơi, có mấy chị có cần mua kèm hay là có cần mua dòng gọi bên em thì cho em xin số điện thoại hoặc là vô nhắn tin giùm em cũng được nha mọi người ơi. Ồ nó lên rồi mà sực tương sực quá trời. Hello chị Nhi Nguyễn. Cái này da mỏng, mình lấy rất rất là nhẹ luôn. Phiêu lại, thấy Tết phiêu lại. Thôi gần Tết hả đắp, giờ đắp uổng chứ. Gần Tết đó, cái nó cho nó mới. Chưa có thấy cái tiệm nào như tiệm này hả? Không đủ ghê khách gì hết trơn, còn màn ra. Nó chơi chứ thiệt. Còn 5 ngày nữa hả? 5 ngày cận Tết nữa hả đắp? Rồi em Bột chắc là cái liên kết của nó không tốt. Cái liên kết của nó không tốt. À, vậy là em điện hồi nãy em điện nói là gì dân công sở gì đó không? À rồi rồi. Trời ơi, xuyên nãy xuyên quên lấy cái điện thoại kia like. Đau dữ không? Đau dữ người đẹp. Không hả? Không, không mà không hết nổi ha. Không được. Đâu xin coi. Thôi em like 2k luôn nha mọi người. Ôi trời. Tính ngắt luôn. Năm chưa hình như từ dịch tới giờ đâu mà. Thầy ơi. Thầy. Cứ lấy cái khẩu trang mỏng mỏng cho sư phụ để hồi công an lại bắt phụ bây giờ. Không, giữ trời không, cái mềm da kia mới chịu nổi nha em. Em bỏ cái mềm da kia đi. Cái mềm da đó nó chịu không nổi đâu. Giữ trời thần này. Rồi xong là quay cái quạt vô đây giùm cháy luôn hàng rồi đeo vô đi để hồi công an lại bắt sư phụ giờ. Để ha, 2 triệu là nhận được. Anh công an ơi, em bịt khẩu trang mà em đưa cái lỗ mũi rồi cho anh công an. Bánh cho nó quay luôn cưng.
trời, cảm giác mà không phải làm tôi trẻ gì đó. Hello chị Trang Huyền Trang. Em còn dầu viêm sơn nha chị Thu Như Nguyễn ơi. Dầu viêm sơn chai lớn 500 ml tặng 1 khi ship. Xem được lại chưa mấy chị ơi, nó có mới có người điện. Xem được lại chưa mấy bà ơi. Xách ra cho em tí xíu. Nhức dữ không? Nhức vô. Không. Không hay ra hết. Nó cuộn quá. Da, cái da, Hello chị Trâm Chương. Ờ chị Trâm Chương ơi, nếu như mà bữa đó có là bữa đó có điện chị ơi, còn nếu như mà bữa đó không có là không có điện đó chị. Chị Thu Nhi ơi, chai nhỏ là một combo 10 chai 180 thi ship chị ơi. Chị Thảo Kim Nguyễn ơi, nấm móng lắc đều trước khi sử dụng, nhỏ một ngày 2 lần 3 lần. Còn gửi về địa chỉ của mình đi. Dạ, cái đó chị ơi, chị gửi về địa chỉ. Rồi tắt luôn rồi, biết đường dạ. Đâu điện lại nữa. Được mà. Hôm qua mới có mới đặt đơn, gọi điện lại đi. Dạ. Mấy chị ơi, tại vì em có điện thoại cho nên nó sẽ hơi đứng đứng ngay xíu nha mọi người ơi. Hello chị Nguyễn Uyên. Hello chị Nhung Quỳnh. Chị Hà Ngọc ơi, tại có điện thoại á chị ơi. Thế sư phụ ạ. Chị Trâm Chương ơi, nấm móng nhỏ một lọ 50 ngàn, 5 lọ phi ship. À, chị Thảo Kim Nguyên ơi, còn cái dưỡng cứng móng á là mình bôi lên trên cái bề mặt móng buổi tối trước khi đi ngủ một lần chị ơi. Hồi nãy là bạn nó lắc chắc nghe không được khúc sau á chị. Quá. Lên. Chị Ngọc Quyên Nguyễn Thị ơi, cái dầu gọi là cái dầu xả mình cắt da đầu ơi giùm em tí nha chị ơi. Nhiều khi là dầu xả nó sát da đầu quá là nó gầu á chị, nó dưỡng nhiều quá chị ơi. Dạ em cảm ơn nha chị Thảo Kim Nguyên ơi. Em thấy số điện thoại nha. Đúng chị anh. Thu Nhi Nguyễn ơi. Nhất chứ không? Đâu. Chỗ này ha. Đau mà nó đã ngứa. Trời. Vì nó ẹo ngay cái chỗ đó đó. Mà quá trời hôm nay mình biết bao lâu rồi. Chị Trâm Chương ơi, còn lọ lớn 12 ml. Lọ 12 ml thì ship luôn 230. Lọ lớn luôn 350 phi ship. Lấy lọ lớn đi chị. Hôm qua em ế chị Tiên Lê ơi. Hello chị Cúc Nguyễn. Hôm qua em ế, hôm nay em bù. Rồi, gửi giùm em đi. Rồi, chừng rồi, chừng rồi. Chị Lê Huyền Trân ơi, dầu gọi chị cũng tốt. Bộ lớn 650 phi ship, bộ nhỏ 380 phi ship chị ơi. Móng của chị xài chưa được 10 ngày mà nó em lắm rồi. Em cảm ơn nha chị Tường Vi Trân ơi. Cảm ơn người đẹp. Rồi, chừng chừng kìa chị. Không có một người khách luôn chị. Được cái từ sáng tới chiều chị, tới tối tới đóng cửa luôn không có ai. Chị Trâm Chương ơi, cho em xin lại số điện thoại nha chị ơi. Nó bị như vậy hết trơn. Còn một ca nữa nha mấy chị ơi, hôm nay là vô phút mất luôn. Hello chị Thi Bùi. Hải Đăng ơi, cái đó của ai vậy? Chốt đơn luôn chưa con? Trăm cây kìa má con. Một cây hả? Trăm cây. Ồ, cũng đỡ. Trăm cây là hết hàng.
100 cây là hết nàng luôn, nổ quá, còn có mấy chục cây thôi hết thì mắng tròn mấy chị ơi, không có kịp. Tí xíu em nhắn tin nha chị Trâm Trương ơi. Cho ý không ấy, chị hỏi là chị bị dãy nến có xài dầu gội đó hết không em? Bị dãy nến hả? Em dãy nến là sao ta? Dãy nến mà nó là nó qua cái nấm luôn. Xài chị đỡ thôi mọi người ơi, cái dãy nến là nó phải đi da liễu. Chị Minh Hiền ơi, hôm nay Cà Mau được làm lại rồi chị ơi. Hôm qua chủ nhật mà ai làm ai cũng đợi từ sáng tới chiều. Trời ơi trời, có mà tức á. Hello chị Nguyễn Nguyên. Chị Lê Thị Hoàng Trân ơi, nó có hỗ trợ mực tóc, nó dưỡng cái tóc mềm mượt lắm lắm chị ơi. Em có cái bộ dầu gội mà nó bổ sung nhiều biotin hơn á chị, nó dành cho tóc khô với rụng luôn á chị ơi. Chị để lại số điện thoại đi chị Trân, tí xíu nữa em gọi lại em tư vấn cho chị cho. Chị Phượng Lê ơi, tại vì nãy giờ em có điện thoại nên nó đứng á chị ơi, với lại mạng hơi yếu nữa. Phương uống hết hộp giảm cân mà không xuống ký, nhưng mà quần thì tuột. Vậy là nó xuống cái bụng nhiều á chị Trần Phương ơi. Rảnh tư vấn chị coi có nên uống thêm 3 viên không? 3 viên hả? Thôi 2 viên thôi chị ơi. Chị Trần Phương hả? Dạ. 2 viên được rồi chị. Chị Tường Vy Trần ơi, cái đẩy đẩy móng là em có bán nha chị ơi. Cái cây đẩy đẩy giống như cái đầu muỗng phải không chị ơi? Số điện thoại nha chị Nguyễn Trân ơi. Em cảm ơn nha chị Quanh Phùng ơi. Nói đây. Cái bọc này. Chị Hương Nguyễn ơi, bộ dầu gội cho tóc khô, tóc cụm là bộ lớn 680, bộ nhỏ 380 phi ship chị ơi. Cái đó chắc là nó búa lắm. Mấy cái nồi này nè mới có giá trị nè. Chị Tường Vy Trần ơi, cái đẩy da là 60.000 một cây chị ơi. Chị Phương Huyền ơi, chai bự 480, nấm móng chai nhỏ 200, chai bự 350 phi ship. Dao đẩy móng xài cũng dễ nha chị ơi, nhưng mà nó đau hoài vậy trời. Chị Phúc Hoàng ơi, bộ lấy khóe nó 2 cây chị, 1 cây dao, 1 cây vũ móc câu chị ơi. Hello bạn Thu Trang, đơn mới đi có mấy ngày à bạn Thu Trang ơi, chưa đâu. Tại vì gần Tết cho nên hàng nó chậm lắm. À, chị Hương Nguyễn ơi, bộ nhỏ 500ml chị ơi. Dạ đúng rồi chị Trang Môn ơi, bữa nay mạng hơi yếu. Chị Hiên Phan ơi, cái dao đẩy móng thì nó cũng dễ xài chị, nhưng mà nó bén dữ lắm nha chị ơi. Chị Phương Quyền ơi, cái nấm móng nhỏ 200, nấm móng bự 350, dưỡng nhỏ 150, dưỡng lớn 480 chị ơi. Rồi im. Cái này im. Bạn này. Ê. Qua đây đi, qua đây sơn đi. Ê mấy bạn kia ra đây, ra đây thôi. Mấy bạn kia ra đây sơn. Màu trắng. Sơn gel hả? Gel. Rồi. Bên này, bên nào? Tới ca nào? Tới ca bên đây. Cho xin hết. Đây đi. Thêm mềm da. Gel màu trắng hả con? Ừ. Tắt cái nước nó đi rồi cho cái mềm da nước thôi.
trời, tan nát hết trơn kìa. Chết rồi, nó kẹt. Lấy cho Xuyên cái kìm lớn mới. Cái mới thì mới xử nổi cái khóe này. Lỡ cái nhỏ nhỏ. Ôi là trời, mấy cái món này để tao làm đạo thì mới chịu nổi. Giữ trời thần. Cái này mình mang giày nè. Ừ. Cái này người đẹp. Nó co cái móng lại hết. Co hết trơn cái móng lại luôn. Này đi lại đây là móng thường xuyên đi. Xuyên cắt từ từ nó đớt bớt co. Chết biết chỗ à. Chứ ở phần máy qua chết. Thường mờ. Ừ em, rồi cảm ơn em. Nhìn ra thấy trên Facebook có mới biết cái lần nó điện. Mà khoảng giờ cũng có coi nữa thấy đã. Lấy cho Xuyên cái bao tay mới. Đợi tí xíu nha mọi người ơi, để cái này bỏ đi. Đợi mà. Em tí xíu nha. Cây nào đi mài bỏ ra đi sư phụ. Cái này bỏ đi mài đi. Rồi bỏ đây cho Xuyên đi. Để trên bàn của chế đi vô. Dạ hồi chế biết rồi. Móng chị không mang giày mà cũng bị co đó em. Mình tới thời điểm nó cũng bị co đó mọi người. Nhưng mà thường là mang giày bị nhiều. Giờ sao hết? Tư vấn giùm chị. Chị ơi bây giờ co là chị phải có thở điều trị mới được chị. Người ta sẽ cắt đi những cái khóe hai bên đó. Em cảm ơn nha chị Ngọc nha. Người ta đẩy cái móng ra từ từ nó đỡ mà, chứ nó không hết 100% mọi người. Nó đỡ thôi mọi người. Mình phải có thợ đẩy được cái khóe da ra. Đợi tí xíu nha mấy chị ơi. Đợi sư phụ em thay bao. Để em thay bao cho mấy chị. Đổi cái bao, cái bọc này dễ lủng quá. Lấy cái bào khác nè. Chú Vũ kéo nhẹ nhẹ thôi. Chứ sao mới đeo cái bao mới thì nè. Cái tay nó còn vết nó còn bột á. Lỗ mà. Gách bao. Gách bao lỗ mà. Ê hồi chuẩn bị lấy cái điện thoại ra quay hai ngón cái nè. Nói em thệ. Nói em thệ chuẩn bị lấy điện thoại ra quay hai ngón cái nè. Đúng trời. Chị em làm món em sợ hai ngón cái. Dữ trời mà không sợ sao được, dữ trời luôn mà. Sợ đâu. Không, bữa nay hồi tôi cho thằng liều thuốc mê. Cái hồi em ôm mê luôn này. Rồi bỏ chân này xuống thì đẹp ơi. Nhưng cho mê luôn mới được, quá trời luôn nè. Cục thừa lự quá đó. Kiểu như lấy tới đó không ra được. Lâu ngày nó đội đúng không? Rồi cao lên xíu thì Trang đây. Đi làm để mua đồ gửi Trang rồi. Qua bị té xe, bạn Thu Trang có sao không? Tao có quyền kêu nha, giữ trời nha. Cái này gặp xiên thì nó mới đã. Kêu đi lãnh tiền rồi. Tao kêu đi lãnh tiền rồi. Trời đông thế.
Chị bé chuột ơi, của chị tóc mồ hôi dầu với lại rụng á, mình xài bộ đặc trị rụng là được rồi chị. Tại vì cái bộ đó, cái dầu xả của nó dưỡng tóc, nó làm bồng tóc lắm chị ơi, nó không có bị bết lại. Mình xài bộ trị rụng là ok rồi đó chị ơi. Chị rụng lớn 650, bộ nhỏ 380 ship nha chị ơi. Hello chị Nhàn Quỳnh. Đau không chết, đau là kêu nha. Mình phải đẩy được những cái co như này mấy chị, đẩy được những cái da ở trong đây nè, từ từ cái móng nó đỡ co. Chị Nguyễn Tuyền ơi, cái bộ màu hột gà chị cũng bộ lớn 650 phi ship. Chị bé chuột ơi, bộ chị cũng là cái bộ kem kem màu hột gà đó chị. Để tí xíu nữa tôi vô nhắn tin hỏi thăm bạn Thu Trang nha. Nó có bị con ngón đó gì nghe sao? Ngón này đâu có bị. Ủa? Ừ. Là bộ bộ trắng kem kem á chị bé chuột ơi, còn bộ vàng là nó bổ sung biotin nhiều, nó dưỡng tóc nhiều ha chị ơi. Quá dữ. Chị Diễm ơi, thuốc chị nấm móng lọ nhỏ 200 ship luôn, 230, lọ mượn 350 phi ship. Nếu chị có còn tư vấn gì mình để lại số điện thoại giùm em nha mọi người ơi. Hello chị Kim Đặng. Ok bạn Thu Trang. Chừng kia em đi quay. Ngồi nắm cám đi quay. Con ở trên. Con rồi từ từ nó thành vậy. Không, cái này thằng thằng nhỏ tới lớn vậy đó. Nó vậy luôn. Bà ngoại rồi bà dì rồi mẹ. À, vậy đó hả? Cơ địa. Ừ, vậy là cơ địa rồi. Rồi mấy cái ngón này. Mấy cái ngón đó thì không có. Ừ. Chỉ có cái ngón. Chị Nguyễn Tuyền ơi, màu nâu là cái gì, màu gì là màu nào chị ơi? Bên em không có màu nâu chị, cái bộ mồm bên màu trắng kia bên em là nó thơm mùi nhẹ nhàng dễ chịu lắm nha chị ơi. Ừ. Còn mấy ngón kia thì bình thường giống như vậy. Ừ ừ. Rồi từ từ nó mới bị như vậy. Mang vết rất nhỏ đó, từ từ khi nó lột ra luôn. Ôi là trời. Nó quặm ở dưới cái thịt nè, nó quặm dữ luôn á. À, chị Bình An ơi, em gửi rồi nhưng mà đơn tầm 2 hôm, 3 hôm tới chị ơi. Tại vì em gần Tết cho nên hàng nó sẽ... Điện thoại đó lên tay cái là cách 50 cuộc. quên đổi điện thoại. Cầm cái này viết là quen tay rồi. Em cảm ơn nha chị Nhung Bụi ơi. Mà cái kia like tối quá Trang. Đúng rồi. Cái kia like tới hù. Hộp. Hay là mai mốt đổi đi. Đổi điện thoại qua đây hả? Bỏ cái sim lên kia, gọi sư phụ xài cái kia. Xài cái này quen. Quen cái này. Mỗi lần coi chế là tội mấy cái móng em ghê. Chị Quanh Nguyễn ơi, hồi nãy giờ có điện thoại á chị ơi, cho nên nó bị gián đoạn nữa.
Làm gì? Có mà. Bên đó cũng có mà. Bên đó cũng dữ dội đó chứ không phải là tầm thường đâu nha. Chị Nguyễn Tiên ơi, cái bộ màu kem kem của chị mua là nó đặc trị rụng tóc, dưỡng tóc. Còn bộ màu vàng mới đăng lên á là nó bổ sung nhiều biotin hơn, nó dưỡng, nó dành cho mấy chị mà tóc bị khô sơ nhiều á là mình sẽ xài bộ màu vàng. Giờ tóc mọc đầy đầu rồi chưa xài hết cặp cũ, mua cặp mới dùng cho tóc uống thì có được không? À, cái cặp mới mua là cặp xài cho tóc uống á chị Bình An ơi. Thế đâu chị Thùy Trang. Đầu tư cho xiên. Xinh đẹp cái điện thoại của bác để gắn xiên nha. Ủa còn lấy khác bên đây nữa mà. Làm đi. 12 giờ mấy? Giờ không dám gửi hình sợ bị lên sóng. Tóc này xuất sắc luôn rồi. Em cảm ơn như chị Bình An ơi. Sợ bị lên sóng hả? Chị Nguyễn Tiền ơi, bộ màu vàng là 680 chị ơi. Chị Quanh Phùng ơi, dầu tóc bị dầu với rụng nhiều, chị xài bộ đặc trị rụng đi chị. Mình gọi dầu gọi đó mình xả xong là cái tóc của mình nó bồng lên, nó không có bị bớt rít rồi chị ơi. Thể đâu? Em thể đâu? Kêu em thể đi ngay. Thể ra làm tay luôn đi thể. Người làm tay đi thể. Ê nãy cuối cùng là cái đó ai điện? Chị Đan Quế. Kìm, chị đang quế ai kìm cắt móng 320.000 chị ơi. Rồi vô khúc mức nha bà con, ca này dữ dội, hôm qua chọt cái này hay là chọt bên kia? Hôm qua chọt dạ đúng nào? Rồi, chị Nhung Bùi ơi. Ôi giời ơi. Em cảm ơn nha chị Nhung rồi, Bùi ơi. Rồi em này qua đây quay phim. Cái đỏ đỏ này lên nước sơn còn hay bỏ, gì? Bỏ chân lên, bỏ chân này lên, thêm miếng này cái này. Rồi chân kia đi, chân kia thấy mềm hơn rồi. Mình quay được tóc quá trời mà. Bên này không biết xài loại nào. Chị có người nhà ở Việt Nam không chị Nguyễn Nguyên ơi? Để em gửi ship lên cho người nhà chị. Xong là chị lại mang qua bển. Người nhà chị lại gửi qua bển. Cái cây đẩy da là 60.000. Cây đang đẩy nha mấy chị ơi, 60.000 một cây. Em thấy số điện thoại như chị Kim Thi rồi. Mấy chị cần tư vấn hay là cần mua gì mình cho em xin số điện thoại luôn nha mấy chị ơi. Tí xíu nữa em xuống là em gửi hình vào gọi nha chị Quanh Phụng ơi. Dữ lắm luôn mà. Không có gì đâu. Mình từ từ mình quen nha mà. Cái kèm bán tròn em còn không tới 100 cây nữa là hết hàng nha mấy chị ơi. Mấy chị muốn mấy chị đang cần sỉ hoặc là đang định mua để làm Tết thì mình đặt hàng giùm em sớm sớm, để không thôi là vài hôm nữa là hết hàng. Đợt này em về không kịp rồi mọi người ơi. Ai thả phẩm ngậu đi chị ta. Mấy
chị không thích coi thì ra ngoài nha mấy chị ơi. Đừng có thả phẫn nộ nha mấy chị ơi. Em cảm ơn nha chị Bình An ơi. Khách mới. Ai thả phẫn nộ dữ chị? Em cảm ơn nha chị Bút Quỳnh ơi. Phẫn nộ nè. Mấy chị thả tim đi mấy chị, đừng thả phẫn nộ, em sợ lắm. Em cũng không biết luôn chị Nguyễn Nguyên ơi, em thấy quá trời nổi lên luôn rồi kìa. Dạ chị Bích Thuận ơi, kìm cắt móng lên giá chị ơi, lên giá 30 ngàn. Em có ship kìm qua nước ngoài nha chị Diễm Phương Nguyễn Phúc ơi. Chắc người ta ngứa quá không được làm ấy, em cũng không biết luôn chị Diệu Dung ơi. Em cảm ơn nha chị Bình An ơi. Chị gọi đi mấy chị, em người thật việc thật nè, tóc em giờ xuất sắc luôn. Không đáng đâu em. Em thấy nha chị Cân Cân ơi, em thấy số điện thoại nha chị Ngọc Phúc ơi. Em cảm ơn chị Bích Ngọc. Em cảm ơn nha chị Huy Trần ơi. À, vậy con lại ngay chỗ cổng bệnh viện nhà cổ truyền đó nha. Cứng ngắc luôn hả chị? Đúng rồi, bệnh viện giải trí số 2 á. Rồi, cái đó nhiêu tiền nữa cơ? Rồi. Em thấy số điện thoại nha chị Ngọc Yến ơi. Cái điện cái chỗ bảo vệ nha, cho mượn bảo vệ lấy. Tại giấc này rồi, chế hết giờ chứ về. Rồi. Dạ em cảm ơn nha chị Diễm Phương ơi. Hello chị Phan Trà Giang. Cứng cứng. Chị Trang có khóe để móc một lần xem cảm giác nó về như nào. Thôi chị ơi, không có phải đau lắm nha mọi người chứ mà. Alo. Phải đừng giảm. Hello chị Sâm Quy. Đúng rồi, chút xíu có ai lại á, giao đồ á. Em thấy số điện thoại nha chị, Anna Lâm ơi. Chưa đâu, nó còn đang trên bàn vũ. Em có dầu gọi Biotin màu xanh nước biển á chị bé chuột ơi. Đau kêu nha người đẹp ơi. Chị là tại la chưa chị Nhung Bùi ơi. Đang làm nóng này chút xíu rồi mình muốn qua không chứa nước tôi nữa. Hello chị Tiffany Vương. Em có dầu gội cho tóc rụng với tóc bị gãy nha chị Nhung Nguyễn ơi. Chị để ra số điện thoại đi, tí xíu nữa em gọi làm tư vấn cho chị. Hello chị Anh Võ Chí Cường. Hello chị Võ Đẹp. Đau chưa? Đau hả? Đau mà không nghe phản ứng gì vậy trời. Thốn quá chồng. Cái hàng bên này đó. Cái lấy khóe kèm cắt khóe ba loại mà chị Thỏ đang xài qua Mỹ không? Em có ship kèm qua Mỹ nha chị Lê ơi. Chị gì Lê nè. Em có ship kèm qua nước ngoài nha mọi người ơi. Hello chị Bảo Xuyên Phan Kim, hello chị Ngọc Hân. Bên đây còn miếng da nữa nha mọi người. Tí xíu da nữa nhưng mà em để cho nó nhanh một tí. Chị có đem về chưa? Vậy đó hả? Chị Nguyễn Phụng ơi, dầu gội gào là đặt chị gào hay sao chị ơi, hay là gào ít chị? Đặt chị gào là 400 ngàn, ship luôn 430. Đúng rồi, đúng rồi. Sao móc cái điện thoại đó được. Rồi lấy cái xong, khỏi ăn cơm luôn. À, chị Hiền Phan ơi, ship qua Mỹ là tính ký nha chị ơi. Về nữa nè. À, chị Cưng Cưng ơi, về đây đi em đón chị. À, chị ơi, để tí xíu nữa em nhắn tin em báo giá nha chị Lê ơi. Đẩy hơi sâu.
xíu nói nhiêu tuổi của anh mẹ này. Hơn nhiêu tuổi? 9 tuổi. Dạ kèm em có mài sẵn nha chị ơi. Chị Võ Si Huỳnh, dầu gội rụng tóc, bộ gội rụng tóc nhỏ 380 chị ơi, 380 ship. Đau không chứ? Đã xỉu hả chị ơi? Đau, nói đau nha, trời đau, phải nói, tao biết, tao nhẹ lại. Tình yêu là lấy con tiếng Hoàng Lương, hello chị Hằng Nguyễn. Hello bạn heo lớp, chị heo lớp. Không, lấy cái này ra cái là tối nay ngủ ngon liền. Mấy chị mua xem mà ngứa, mua nấm mắm về xài ngay luôn. Em thấy số điện thoại nha chị Nhung Nguyễn ơi. Trời nó dai. Nó thấy nét chỗ khác rồi. Thôi bạn này ngừng đi. Để ngồi quay cái kia. Cái này cho mềm xíu mấy chị ơi, nó dai chị quá. Đụng nhiều mình gọi mấy liệt kìa. À, chị Trần Ngọc ơi, tóc rụng nhiều dạ. Mình gọi tầm 1 tháng là nó bắt đầu giảm rụng dần. Nãy giờ em đè lên chân trái hả? Ôi chị im trời. Quá. Đè lên chị im quá à bay. Ôi em xin lỗi chế. Trang một kèm máng tròn, một kèm móng, một móc câu. Chị ơi, kèm máng tròn 180, kèm móng 320 là 500, với cái móc câu 25.000 là 525.000, ship 30 nó 555.000, tặng cái hộp đựng chị Bích Thuận ơi. Trời, nó có cục da trong vắt luôn nè mọi người. Cục da nãy giờ nha biết lâu mà nó không mềm nổi luôn. Dạ. Chị Nguyễn Nguyên ơi, mình vừa rụng vừa khô vừa gầu thì là mình đặt chị rụng dưỡng tóc trước cho chị. Hai cách ngày chị gội đầu một lần rồi nó cũng không có bị gầu nhiều đâu chị ơi, mình xài bộ chị rụng là ok à chị. Chị Bích Thuận ơi, chị có đặt kèm cho em xin số điện thoại luôn chị ơi. Bị gào ít em. Chị Nguyễn Phụng ơi, chị cho em xin số điện thoại đi để tí nữa em gọi lại em tư vấn riêng cho chị nha. Chị Trần Ngọc ơi, cho em xin số điện thoại luôn chị ơi. Ôi trời, đủ giờ gọi nhỏ hơn mà nãy giờ em chốt dữ gì ta. Em thấy số điện thoại nha chị Nguyễn Phụng ơi. Chắc là em còn tầm có chừng 10 cặp dầu gội nhỏ đặt chị rụng nữa là em hết mấy chị ơi, tại vì hôm qua là em về được có một thùng thôi. Chị là còn ổn bà. Đặt chị cũng nhỏ, em còn có chừng 10 cặp nữa nha mấy chị ơi. Em thấy số điện thoại nha chị Trần Ngọc ơi, em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Phụng. Dạ em thấy số điện thoại ơi, em thấy là chị Nguyễn Phụng ơi. Đau dữ không chứ? Dịnh nè, dịnh nè. Ôm lại. Trợ giúp ôm chân nè mọi người ơi. Thông cảm nha chị ơi, sáng nay em hết thuốc gây mê rồi.
nó nhẹ quá đó. Chị Nguyễn Nguyên ơi, cặp dầu gội nhỏ nó một chai nửa ký á chị. Đau quá mọi người ơi. Nó nghe cụp 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 cụp. Dán tiếng đó đi chị. Đau dữ lắm nha mấy chị ơi, khách em đang đau. Nó lên rồi đó mấy bà. Đây. Nó quá lâu ngày. Hello chị Diệu Linh. Cố lên chị ơi. Nó cứng ngắc luôn. Chả nhỏ nhí à nè. Đau chắc là nại lên, nó dính lên đây nè. À, chị Bích Thuận ơi, mình tự làm ở nhà là mình xài kìm tròn đi chị, nó dễ. Bị nấm móng nhẹ. Chị nếu như mà bị nấm móng nhẹ thì mình xài một loại nấm móng 200 là được rồi chị, là ok. Còn gốc trong này để hồi nay cúng nó còn trong trong. Ừ. Nay cúng nó còn cái gì trong đó quá trời. Chị Diệp Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại chị ơi. Em cảm ơn nha chị Võ Hồng ơi. Cái móng vậy mà phải giữ. Dạ đúng rồi chị, móng nhỏ xíu à. Thấy tay xiên ngum ngum luôn. Chị Diệp Nguyễn ơi, chị cho em xin số điện thoại em mới chép lại được chị ơi, tại vì bên em nhiều khi đơn nhiều quá với lại là tin nhắn nó trôi á chị, em sợ kiếm không có chị ơi. Cho em xin lại số điện thoại đi chị. Dạ em thấy nha chị Hiên Phan ơi, tí xíu nữa xong em nhắn tin liền chị ơi. Em cảm ơn nha chị Diệu Linh ơi. Dạ tí xíu em giơ em nhắn tin nha chị Diệp Nguyễn ơi. Lên. Cái móng cái nhỏ xíu mà phải nhiều. Người cũng nhỏ mà móng cũng nhỏ mà cái khóe hơi bự. Bên đây đau không chế? Bên đây đau không? Bên đây vẫn đau. Còn cái gốc. Ôi là trời. Nó còn hơi đợi ra tí. Người bé nhưng mà sao cái khóe nó to. Bị gì nó chai ở đây nè chị, nó chai ở đây lắm. Ôi là trời. Kỷ lục. Gung tay gung chân mọi người ơi. Không, cái này để ngồi nữa. Giữ cho thằng. À, bạn này ngừng. Ờ đúng rồi. Rồi. Dữ dội hay cái ừ, chừng kia. Bên đây đâu chứ. Không, nghĩ thì em ngừng đi. Gửi cho chị một kìm cắt móng, một kìm miếng tròn, thêm một kìm cứng móng. Chị Trầm Ngọc Thúy ơi, chị cho em xin lại số điện thoại để tí xíu nữa em chép địa chỉ nha chị yêu ơi. Nhiều đây chị. À, không, để như vậy. Nhưng mà đúng rồi. Ngày thế, ngày tư thế của em mới được. Em cảm ơn nha chị Hiên Phan ơi. Em cảm ơn chị Hiên Phan, em thấy số điện thoại nha chị Ngọc Thúy ơi. Bao nhiêu tiền đi xem? À, để coi 150 chị ơi. Có xem ta. Còn. Sắp dép về quá chưa không nước. Nắm cái chân mà đâu cần sách, ghéo mà. Hả? Ừ. Chưa nó căng. Ồ, hồi nãy ngâm lâu nó mới lên nữa không? Dẻo. Quá trời. Chị Hiên Phan ơi, cắt da lấy khóe như gì đây là 40.000 chị ơi. Quá cứng. Đau dữ không chứ?
Dạ chưa chị Nguyễn Yến ơi. Hồi nãy nãy hoài nó không lên không? Cho nó thêm miếng mềm da nó cái nó mềm ra. Nó dẻo rồi. Dạ đúng rồi chị Hiên Phan ơi, cả tiếng lận chị. Chị Tiên Lâm ơi, chị Tiên Lâm ơi, chị hỏi giá bộ nào cái gì chị ơi, chị hỏi giá gì chị yêu ơi. À, dạ đúng rồi chị Tâm Nguyễn ơi. Mềm. Chị còn dung dấn bên đây tí xíu nữa mọi người. À, chị Tiên Lâm ơi, cắt da lấy khóe 40 ngàn chị ơi. Hello chị Tuyền Bách, dạ chị Nguyễn Hồng. Rồi chương trình shipper siêu sạn điện nữa. Nữa mình còn cuốn nấm mình đổ vô được không nữa, về đâu đổ về mới xem. Dạ bỏ nấm, bỏ nấm nấm vô. Ở nhà còn cái. Ai vậy cưng? Dạ không được, ở đây không được chị Hiên Phan ơi, ở đây là 40 ngàn chị ơi. Ở đây là chỉ được tới đây thôi chị yêu ơi. Nên là mấy bà thương em có muốn ủng hộ em mấy bộ kìm, mấy bộ dầu gội gì đó. Là em chốt đơn hết. Trời cho em đi không drama. Thôi mày đi ra, mày đóng cửa lại mày đi vô liền thầy ơi. Rồi nó chổi đá chúng mày bây giờ. Trời trời, có mấy lính lính tuổi nhiều chuyện mấy kìa trời. Mấy chị thương em ủng hộ em đi mấy chị ơi, cho em có thầy trò em có tiền ăn Tết. Đi vô lẹ lên tụi bay nhiều chuyện quá rồi, để ngồi đây đi tụi bay cái trang rồi. Chú cũ kỹ quá, em đi được rồi. Tại bữa nay mà cắt da sơn, tay chân luôn có 20k, lấy chồng xong em bỏ nghề luôn. Trời ơi, em cảm ơn chị Ta Phi ơi, chị Ta Phi ơi. Dương, Dương ơi, cưng điện cho anh tí, cưng nói với anh tí làm cho trái hộp cơm gà, xới mỏ, không chiên nước mắm. Rồi đó, nè xiên dừa ở ngoài đó, hết rồi đó. Tụi bay đi vô nhà liền. Chiên nước mắm á Dương ơi. Anh cảm ơn nha chị Ta Phi ơi. Chị Xuân Vọng ơi, chai mì móng 130 ngàn chị ơi. Dạ đúng rồi chị Bình An ơi, hết làm chui được, em mừng muốn chết. Bữa nay tụi em làm công khai mấy bà. Bên chân này. Bên bản luôn không chị ơi. Chân này để coi lại cái này cái đây. Không không, bên đây tao còn tức bên đây không. Dạ đúng, tao không ngủ được. Bên em 60 không mặt bằng. Chị làm tay chân xinh đeo là 420 Sài Gòn. Nó còn cứng. Còn cứng. Nên là xuyên rồi chứ. Xuyên là xuyên không lấy được xuyên. Con dạ xuyên nước mắm chị. Dạ ở con theo người ta. Trời. Nó đòi combo. Ủa có bán bánh lọt nữa hả? Có. Bánh lọt nước đường hả? Bánh lọt nước cốt. Sương sương xa hồ hồng hồng á, cái hồng hồng á. Dạ chân không chị Tiên Lâm ơi, chân lấy khóe chân là 40 ngàn á chị. Làm công khai được rồi, của anh công an làm luôn. Hello chị Phạm Xuân. Còn một cục. Trời, rồi.
hết công lực. Gán tí nữa đi. Trời ơi. Ôi là trời, không nhỏ đâu mọi người. Em thấy số điện thoại nha chị Xuân Phẩm ơi. Rồi hết rồi đó.